ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa các quý khách, thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ, tôi kính gửi lời chúc mừng đến chú rể Lê Thành Nhân, pháp danh Trí Khâm, cô dâu Trần Thị Thanh Thủy, pháp danh Nguyên Tịnh, vừa hoàn tất lễ hành thuận theo nghi thức văn hóa Phật giáo và cầu chúc Tam Bảo Phật Pháp Tăng gia hộ cho hai bạn đó hạnh phúc và trăm năm kể từ thời điểm chính thức làm vợ chồng hôm nay. Nhân dịp này tôi kính gửi đến quý vị đề tài truyền thông chánh niệm, đặc biệt nhấn mạnh về phần chánh niệm trong lời nói. Trước khi vào việc phân tích ứng dụng về lời nói chánh niệm đó, thì tôi muốn nhắc lại tại đây đó, theo lời Đức Phật dạy, để đôi vợ chồng được hạnh phúc trăm năm đó, thì chú rể và cô dâu đó cần hội đủ được bốn điều kiện. Thứ nhất, cùng tôn giáo, ở đây đó cùng đều là Phật tử, để có cùng quan niệm thế giới, quan niệm về nhân sinh, quan niệm về xã hội, quan niệm về đạo đức, cách thức tiếp cận và giải quyết các vấn nạn trong đời. Thứ hai đó là cùng phẩm chất đạo đức, tức là cả hai giữ gìn những điều đạo đức Phật dạy, không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình chung thủy vợ chồng, không lừa dối, nói lời chân thật, nói lời đoàn kết, nói lời lịch sự, nói lời có ích, không ma túy rượu gây sai, giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Khi phát triển đời sống gia đình và xã hội trên nền tảng của năm điều đạo đức nêu trên đó, thì hạnh phúc sẽ trở nên tròn đầy. Thứ ba đó là đồng trí, tức là cùng sự hiểu biết, hiểu về nhân quả, hiểu rằng chết không phải là hết, vì kiếp sau đó tiếp tục xảy ra. Hiểu tiềm năng của con người là vô tận, chỉ cần có nỗ lực đúng và phương pháp đúng, chúng ta sẽ biến các ước mơ trở thành hiện thực. Hiểu rằng đó, vận mệnh số phận con người là không có thật, tất cả do chúng ta tạo ra bằng sự quyết định, các hành động, thói quen, lời nói và việc làm. Những sự hiểu biết này nó sẽ giúp cho chúng ta sống tự lập tự lực với phương pháp đúng. Theo đó đó, chúng ta sẽ lần lượt đó, trải nghiệm được các kết quả cao quý do nỗ lực chân chính mà thành. Thứ tư, cùng sự độ lượng, tức là cả chồng lẫn vợ phải biết chăm lo cho bên phía cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, chứ không dành riêng phần lo cho gia đình của mình. Rồi phải biết bố thí, cúng dường, cứu người, giúp đỡ, chia sẻ và làm cho những người kém may mắn đó vượt qua khó khăn. Và đó cũng là cái cánh cửa và nhịp cầu để dẫn dắt họ vào đạo Phật, trở thành Phật tử. Đó là bốn điều được Đức Phật nói trong kinh Tăng Chi ở chương Bốn Pháp, mà các quý Phật tử, nhất là ở vai trò làm cha mẹ ông bà, nên nhớ thuộc lòng để nhằm dẫn dắt con cái của mình đó, có người bạn đời trong tương lai đó là người cùng đạo Phật.
để tránh tình trạng đó do dị biệt tôn giáo dẫn đến dị biệt cuộc sống, dị biệt thói quen, và thường đó dễ dẫn đến tình trạng ly dị, như các thống kê xã hội học tôn giáo của Hoa Kỳ cho chúng ta biết đó, cứ trung bình 100 cặp đính hôn đó thì có 51 cặp ly dị ở Mỹ sau 5 năm chung sống. Ở châu Âu á, thì có khoảng 35% đến 50% ly dị. Và tỷ lệ ly dị từ hôn nhân khác tôn giáo là rất cao. Ngoài những điều nêu trên thì hai bạn nên cùng ôn lại năm trách nhiệm văn hóa và đạo đức chồng nên ứng xử dành cho vợ, và năm trách nhiệm văn hóa đạo đức vợ nên hồi đáp cho chồng. Về phía vợ đó thì có một yếu tố rất là tinh tế: kính chồng trước sau trong ngoài, tức là nể kính chồng thật sự bằng nhận thức và bằng lối ứng xử trước cha mẹ chồng, con cái chung, bạn bè, làng xóm, người quen, và sau lưng, tức là khi hai người ở riêng thôi, không có quần chúng xung quanh, thì cái lòng tôn trọng đó, dành cho chồng đó, cũng phải đạt được như vậy. Là bởi vì người nữ có khuynh hướng là nhìn lên trên, tức là quý trọng thương người hơn mình, chứ ít khi nào đó là thương cái người dưới mình lắm. Do đó giữ được cái tâm lý này đó thì ở vai trò xã hội cao, rồi đồng lương lớn, thậm chí có thể trở thành trụ cột kinh tế gia đình, thì việc giữ gìn hạnh phúc trong hôn nhân đó chắc chắn là được đảm bảo. Yếu tố tâm lý rất là tế nhị được Đức Phật nhắc người chồng đó, đó là tặng quà, cũng như là mua trang sức tặng cho vợ vào những dịp như là kỷ niệm sinh nhật, kỷ niệm lễ cưới, ngày thăng quan tiến chức, ngày đi công tác xa về, ngày đi du lịch về. Bởi vì quý cô quý bà đó thường đánh giá đó cái tình yêu mà chồng dành cho mình là qua cái sự quan tâm, mà đang khi quý ông thì có thói quen đó quy đổi tình yêu thành nồi ơ son chảo, là cứ nghĩ đơn giản là mang tiền về là mang hạnh phúc về cho vợ và cho con. Cái đó chỉ là một phần giàu rất cần thiết nhưng không đủ. Trong buổi pháp thoại hôm nay đó, ngoài những điều nêu trên thì hai bạn cũng đã lần lượt phát bốn điều nguyện. Điều thứ nhất là giữ gìn truyền thống văn hóa đạo đức Việt Nam, vì đó là căn cước văn hóa tinh thần của chúng ta. Rồi đồng thời chúng ta cam kết giữ căn cước văn hóa tinh thần đạo đức truyền thống của gia tộc. Các bạn cũng đã cam kết tình nguyện sống chung thủy vì nhau trên nền tảng hiểu biết, thương yêu, chăm sóc, nâng đỡ nhau với lòng kiên nhẫn lớn trong đời. Các bạn thấy rất rõ rằng là chỉ với tinh thần tôn trọng, thái độ hài hòa, không gây sự, không trách móc, không hờn giỏi, không lý luận hơn thua, thì mới có thể bồi đắp được hạnh phúc và an vui để cả hai đã hưởng được chất lượng hạnh phúc cao và bền vững. Và hai bạn cũng đã không quên phát nguyện rằng đó, các bạn có cam kết với trách nhiệm đạo đức lớn, đó là dẫn dắt con và cháu của mình đó, là Phật tử từ nhỏ, từ thuở lên ba, cho các cháu đến chùa sinh hoạt, học về kỹ năng sống, giá trị sống, để các cháu có tinh thần tự lập, xa lánh được bạn bè xấu, thói quen xấu, hành vi xấu, nhờ đó trải nghiệm được hạnh phúc với một tương lai rất tươi sáng. Đồng thời các bạn cũng cam kết rằng đó là bằng mọi cách các bạn sẽ dành thời gian xây dựng tương lai và hạnh phúc cho các con. Giữ được những điều mà chúng ta vừa đọc, vừa phát nguyện thì tôi tin chắc rằng hai bạn
cũng như là các cặp hôn nhân mà đương sự chú rể và cô dâu là Phật tử đó, chắc chắn sẽ có được hạnh phúc trăm năm. Để đi sâu vào phương diện truyền thông giữa vợ và chồng nói riêng và truyền thông giữa con người với con người nói chung đó, thì tôi xin nói về chánh niệm trong lời nói, mindful speech, hoặc là mindful speaking, hoặc là mindful communication. Khái niệm mà truyền thông communication đó, được hiểu là gì? Là tiến trình mà theo đó đó, sự trao đổi thông tin hai chiều được diễn ra bằng các dấu hiệu, ngôn ngữ, biểu đạt văn hóa và các phương tiện nghe nhìn. Thông qua đó đó, chúng ta truyền đạt các thông tin và thông điệp, và người đón nhận đó sẽ cảm nhận đúng với dụng ý chúng ta mang đến. Và để cho sự truyền thông trong vợ chồng nói riêng và con người nói chung đó được thành tựu, để mang lại hạnh phúc đó, thì chúng ta phải nhớ là với sự chú ý, với ý thức về, với tâm từ và tâm bi, trên nền tảng của sự thông cảm lớn, thì đảm bảo đó chúng ta sẽ tránh được những tình trạng hiểu lầm nhau. Mà hiểu lầm vốn là một trong những yếu tố, nếu phớt lờ nó đó thì chuyện là bất đồng nhỏ đó có thể trở thành rất lớn rớt. Để có được chánh niệm trong truyền thông đó, thì theo Đức Phật đó, chúng ta cần phải ý thức về những nội dung mà mình sẽ nói, đồng thời là cách thức nói như thế nào để cho người nghe được đẹp lòng, hạnh phúc. Do đó phải nói có chánh niệm, tức làm chủ được nội dung nói, kỹ năng nói, cách thức diễn đạt, cách biểu đạt ngữ điệu trong sự nói. Cũng như là chúng ta phải nói một cách nhẹ nhàng, nói một cách có tư duy, không nên dùng các ngôn ngữ mà người nghe đó cảm thấy khó ưa, khó tiếp nhận, khó chịu. Thỉnh thoảng chúng ta phải có những cái dịp ngắt để kịp suy nghĩ thêm những nội dung cần nói, điều chỉnh nội dung nói để cho người nghe cảm thấy thích thú, hăng quan về mình. Chúng ta cần phải tạo ra sự hiệu quả trong lời nói, chứ đơn thuần về truyền thông không là chưa đủ. Làm thế nào để thông qua cái việc nói, chúng ta chia sẻ hạnh phúc hoặc là mang lại hạnh phúc cho người nghe. Và bằng cách này đó, người nghe sẽ cảm thấy vui vẻ, được tôn trọng, được quan tâm, được chăm sóc, được chia sẻ, được đồng hành. Thì trên nền tảng đó đó, thì các bạn cần phải đặt ra 5 câu hỏi thôi. Lời nói của tôi có sự thật không? Lời nói tôi sẽ phát ngôn đó có mang lại sự hòa hợp không? Lời nói đó có đủ tử tế chưa? Lời nói đó có thật sự hữu ích không? Tôi đã nói đúng người, đúng thời điểm và đúng tình huống chưa? Thì trên nền tảng này đó, truyền thông giữa vợ và chồng, giữa con người với con người, hoặc là giữa chúng ta với đối tác, thậm chí giữa chúng ta với những người đối lập, hay đến nỗi chúng ta xem họ là kẻ thù, thì cũng phải đặt ra các câu hỏi đó để hạn chế tối đa sự ngộ nhận, hoặc là không đào sâu vào các điểm dị biệt, để trên tinh thần đó chúng ta có thể tương nhượng được và không làm cho cả hai bên đó là bị hằn sâu vào các vết thương lòng hay là những nỗi khổ niềm đau mà vốn nó có một cái nguyên nhân nào đó trong quá khứ.
Sau đây đó là năm nội dung mà mỗi người tu học Phật cần phải lưu tâm trong sự truyền thông. Truyền thông trong thời hiện đại này không chỉ bằng lời nói, không chỉ bằng chữ viết, mà nó còn bao gồm các phương diện tương đương hoặc cao hơn. Truyền thông bằng ngôn ngữ cơ thể, truyền thông bằng các dấu hiệu văn hóa, truyền thông bằng các mặc định xã hội, truyền thông bằng các phương tiện nghe nhìn. Và thời nay đó, từ cái cuộc công nghiệp 3 chấm, thì chúng ta thấy bùng nổ về kỹ thuật số Internet từ năm 1983 cho đến bây giờ. Thì chúng ta có các phương tiện truyền thông qua mạng xã hội như là Facebook trong vòng mười mấy năm qua, có Twitter, Instagram, và gần đây thì có thêm MySpace. Ngoài ra thì chúng ta còn có truyền thông bằng blog cá nhân hay là các mạng Internet miễn phí. Thì hầu như là chúng ta có đủ các phương tiện mà thông qua đó chúng ta gửi gắm những thông tin, những thông điệp mà mình muốn những người thân, bao gồm vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em, bạn bè, đối tác đó, cảm nhận được. Thì dựa vào những gì Phật dạy trong các kinh đó, tôi xin nhắc 5 nội dung chính sau đây. Thứ nhất, truyền thông những gì có sự thật, truthfulness. Giữa cái chúng ta tiếp nhận, tức là sự vật qua lăng kính của chính mình, và sự vật ở trong chính nó đó, đôi lúc có một khoảng cách. Để tạo ra sự truyền thông về sự chân thật đó, thì chúng ta buộc phải tôn trọng con người, sự vật, sự việc như chúng đang là. Hạn chế việc can thiệp các phán đoán chủ quan, cảm xúc chủ quan, thái độ chủ quan của chúng ta vào tiến trình nhận thức và phát biểu. Cái gì biết thì chúng ta nói biết, cái gì không thì nói không, cái gì có thì nó có, cái gì thấy thì nó thấy, không giả định. Và bằng sự chân thật này thì theo Đức Phật đó, chúng ta sẽ dẫn đến được niềm tin ở cộng đồng và xã hội. Vì đạo Phật chủ trương 4 chữ: chân thật, bất hư. Cái gì có sự thật, chúng ta nói sự thật, và điều đó nó sẽ không hư dối, không lừa dối. Đây cũng là một trong 4 nội dung quan trọng của đạo đức trong truyền thông được Đức Phật dạy. Do đó, dầu có nhiệt huyết cỡ nào đi nữa, những gì mà các bạn không đoan chắc là sự thật đó, thì chúng ta thà giữ thái độ lặng thinh, không nói. Vì sự nói đó có thể vô tình đó, chúng ta biến mình trở thành cái loa phóng thanh, truyền đạt những dữ liệu và thông tin mà việc người khác tiếp cận nó sẽ dẫn đến các đổi hàm oan ở những người được chúng ta đề cập đến. Bị lừa dối là một nỗi đau. Nhận thức rằng mình là nạn nhân của sự lừa dối đó, chúng ta lại càng đau hơn nữa. Và người bị hàm oan, tức là họ không có, không phải là tác giả, không phải là người làm, mà bị ngộ nhận, bị gán ghép, bị chụp mũ, bị vu cáo, bị xuyên tạc là tác giả, thì nỗi đau và sự ức chế tâm lý trong tình huống đó càng lớn hơn. Chúng ta có thói quen phán đoán như một quan tòa. Trong luật đó, thì khi được xử với tư cách là một bị cáo và một bị can ở tòa án đó, tòa án cho phép bị cáo mời luật sư biện hộ để chứng minh rằng mình là người vô tội. Mà trong quan hệ giữa vợ và chồng, giữa những người thân, giữa những đối tác đó, thì chúng ta lại bỏ qua yếu tố đó. Chúng ta phán quyết như thể là đinh đóng cột vàng, nói chắc định rằng là việc đó là sự thật. Mà trên thực tế đó, chúng ta toàn là nghe kể lại
Hoặc là khi những tình huống thấy vậy và không phải vậy, chúng ta vì cảm xúc và thái độ chủ quan dẫn dắt làm cho mình ngộ nhận. Và điều đó tạo ra rất nhiều sự đáng tiếc. Người xưa đưa một ví dụ, khi đi ngang qua ruộng dưa thì nhớ đừng ngồi xuống sửa dài, vì dưa đó được trồng ở trên mặt đất. Mà ngồi xuống sửa dài do mình ngứa chân, mình biết rằng mình bị ngứa chân, và động tác tay của mình xuống là sửa cái dài ở chân của mình, chứ không đụng đến các trái dưa ở trên ruộng dưa của người khác. Nhưng động tác đó, tư thế đó, nhìn từ xa người ta có thể đặt ra giả thuyết rằng mình đang ăn cắp dưa. Thì đó là lý do mà tụi nó là thấy vậy mà không phải vậy. Cho nên á, chúng ta phải đặt ra cái tình huống, hỏi thăm lại rằng là trong tình huống đó có thật sự như vậy hay không, và phải để cho người còn lại đó có cơ hội được giải thích. Và khi giải thích rõ ràng thì mình nên bỏ qua sự chủ quan đó để hiểu và điều chỉnh nhận thức sai. Đó là chúng ta tạo ra cái công bằng xã hội trong quan hệ giữa hai bên. Sở dĩ đạo Phật quan trọng đến truyền thông sự thật đó là bởi vì chị em phụ nữ có thói quen là sống với cảm xúc nhiều. Mà khi cảm xúc chi phối rồi đó là dễ suy luận. Suy luận rồi là dễ ghen. Mà ghen rồi đó thì mất kiểm soát. Mất kiểm soát rồi thì có thể là thiếu chánh niệm trong lời nói. Và do vậy đó, từ sự yêu thương cuối cùng vô tình tạo ra sự tổn thất trong tình yêu và hôn nhân. Đàn ông thì thường nóng tánh, mà khi nóng tánh lên là mất kiểm soát. Mất kiểm soát là người nào cũng có những hành động phá vỡ, cọc cằn, thô lỗ, thậm chí là thượng cẳng chân hạ cẳng tay, bất chấp luôn. Chuyện gì ra sau đó thì cứ để cho nó diễn ra thôi, cứ làm cho nó đã dặn, nói cho nó đã miệng, nhưng rồi đó tất cả nó tan nát hết. Cho nên đó, chúng ta phải tôn trọng sự thật để không suy luận, không giả định, và phải tạo cơ hội cho người khác chia sẻ, giải thích để tránh những cái tình trạng ngộ nhận xấu nhất có thể xảy ra. Điều hai, không nói những gì gây chia rẽ. Divisive speech hoặc là refraining from gossip. Những lời gây chia rẽ đó, nó có nội dung đó, khi nghe đến là không hài lòng, không hạnh phúc. Thì toàn bộ tình thân, tình thương mà chúng ta đã bồi đắp vun trồng đó, có thể là vài tháng vài năm đó, đổ nát hết. Nó giống như tình trạng khi sơ ý làm rớt cái ly, thì ly thủy tinh này sẽ trở thành những mảnh vỡ không thể hàn gắn được. Và giả sử các bạn khéo léo hàn gắn lại được thì ly đó là ly hàn gắn chứ không phải là ly lành. Nỗ lực phá vỡ một cái gì đó đó, các bạn chỉ cần mất vài giây đến vài phút thôi. Chẳng hạn như là làm sụp đổ hai tòa nhà thương mại của Mỹ 110 tầng chưa đầy 90 giây. Đang khi xây dựng nó đó, trung bình phải mất đến 5 năm. Thì tương tự trong quan hệ tình yêu, tình thương, tình thân, rồi đối tác, chúng ta phải gây dựng uy tín, quan tâm nhau, chăm sóc nhau, vì nhau, và giữ cái tình trạng đó rất là lâu. Nhưng mà một sơ suất nhỏ trong việc sử dụng lời nói thiếu chánh niệm đó, chúng ta có thể làm cho nó tan nát hết. Có nhiều người đó nghiện nói lời thị phi.
Tức là lấy câu chuyện nghe được ở đầu A lặp lại ở nhóm B, mà nhóm B là nhóm được nói đến. Rồi khi mà mình nói thì mình đâu có thể nhớ viên nguyên văn được. Rồi đó là chưa nói đến cái thái độ chúng ta đang lúc nói. Mình nói mình hùng hổ hơn thì người nghe sẽ bị một cái áp lực, cảm thấy là tôi bị xúc phạm, tôi bị nói xấu, tôi bị tấn công, tôi bị chọt ghẹo bánh xe, tôi bị phá đám, tôi bị thương tổn. Cảm xúc tiêu cực được dâng trào trong tình huống này ở người nghe bắt đầu lên cao. Và cái hiềm khích đó, giữa người phát ngôn một với đối tượng đề cập đến đã bắt đầu nó được bắt đầu bơm phồng lên. Tình thân thương theo đó khó có thể được được đảm bảo. Do đó chúng ta phải nỗ lực khi người nào đó nói thị phi mà chúng ta vô tình bị nghe hoặc buộc phải nghe, thì không nên lặp lại những nội dung thị phi đó cho người được nói đến. Là bởi vì có rất nhiều người yếu về tâm lý, nghe người khác nói xấu về mình là khổ, mất ăn bỏ ngủ, căng thẳng, khổ đau, sầu bi, u não. Đâu phải ai cũng đủ bản lãnh để xem thường lời thị phi, nhất là những lời vu cáo xuyên tạc, nói khống. Người ta dễ bị cảm xúc liên lụy khổ đau với những điều mô tả không thật về mình. Cho nên á, không tình nguyện trở thành cái lo phóng thanh của những điều thị phi. Và cũng không nên trở thành là người châm dầu hay là cung cấp nhiên liệu cho lời thị phi đó nó được bốc cháy, mà nạn nhân á, là đối tượng được đề cập đến trong câu chuyện. Thông thường khi nói thị phi đó là chúng ta đang nói về người hoặc là một cá thể hoặc một tập thể đang vắng mặt. To talk about someone who is absent. Và khi nói về người vắng mặt đó thì chúng ta có thể đổ dồn hết tất cả các vô liêm lớn nhất, thái độ tiêu cực hằng học với là cao nhất để tấn công người đó, nói xấu người đó. Vì họ đâu có nghe đâu. Mình nói cho nó đã cái giận tức của mình, đã cái miệng của mình. Hãy thay đổi thói quen nói về nhau thành là nói với nhau. Về nhau và với nhau nó khác nhau lắm. Nói với nhau là nói mặt đối mặt. Và khi mà nói với nhau đó thì lịch sự tối thiểu làm cho chúng ta phải nói nhỏ nhẹ. Dầu không hài lòng về người đang đối diện trước mặt mình, chúng ta phải nói, lựa lời, lựa ngữ điệu, lựa thái độ, lựa cách diễn đạt, để làm cho người nghe đó không tự ái, không khó chịu, không căng thẳng, không khổ đau, để họ có thể tiếp nhận nội dung được chúng ta góp ý và xây dựng. Khi nói về nhau không giải quyết được vấn đề gì hết á, chúng ta phải nói với nhau, nói trực tiếp. Ví dụ như thông tin A, thông điệp B, chúng ta muốn cho người A, người B tiếp nhận, mà lúc đó thì người A, người B đang vắng mặt, thì chúng ta không cần thiết phải nói. Tìm cơ hội để gặp trực tiếp người A, người B để truyền đạt thông tin đó. Vì cái người đó là người càng nghe, người càng biết. Mà mình không nói, mình nói cho những người không cần nghe, không cần biết, thì họ thêm mắm, thêm muối, thêm gia vị. Cái câu chuyện nó đơn giản trở thành là bị phức tạp hóa. Thì trong quan hệ vợ và chồng cũng vậy. Ngày nay đó thì khi có mạng xã hội Facebook đó, thì một mặt nó giúp cho người ta nối kết như một network chưa từng có trong lịch sử loài người. Hiện nay thì có khoảng 2 tỷ rưỡi người trên 7 tỷ 3 người sử dụng mạng xã hội Facebook. Cuối năm 2017 đó, nhân khép lại chu kỳ lịch của
do Thế giáo. Và đó là cũng là ngày sám hối. Mark Zuckerberg, đồng sáng lập Facebook, đã phải xin lỗi nhân loại về việc mà người sử dụng mạng xã hội Facebook đã lợi dụng cái tiện ích miễn phí này đó, tấn công nhau, nói xấu nhau, gây chia rẽ, tạo hận thù và mất đoàn kết, mất hạnh phúc. Cho nên đó, Mark Zuckerberg muốn mọi người hãy tha thứ, bỏ qua cho những điều mà bản thân của ông và tập đoàn của ông không hề muốn. Nhưng mà người ta đó, vì cái sự ngu dốt, vì sự sân hận, vì sự tham lam, đã lợi dụng mặt trái của truyền thông để gây đổ vỡ hạnh phúc hàng ngày. Cho nên phải nỗ lực là nói không với việc tạo ra các thông tin ngộ nhận, các thông tin sai lầm, các thông tin xấu. Cái tiêu chí để chúng ta đánh giá đâu là thông tin mang tính gây chia rẽ, đó là trong nội dung đó chỉ đơn thuần là những nội dung xấu, những điều xấu, những sự xấu, không hề có tán dương, thừa nhận công đức, đánh giá cao những đóng góp, những ý nghĩa, những giá trị mà nhân vật A được đề cập đó đã làm, đã đóng góp cho cuộc đời. Các mạng xã hội, các blog cá nhân, dầu của bất kỳ ai, nổi tiếng cỡ nào, mà chỉ đơn thuần là sự phê bình, chỉ trích, nói xấu, thì các bạn đừng nên mất thời gian đọc, vì đó là những người thiếu thiện chí, những người cực kỳ tiêu cực, và thậm chí họ là những người có động cơ xấu, có hành vi xấu trong truyền thông. Và một người cao quý đó, bên cạnh những điều góp ý chân thành mang tính xây dựng, thì họ có những cái điều ca ngợi, tán dương, thừa nhận nó cái hay, cái tốt, cái cao quý, giá trị của người khác. Và do đó đừng nên để cho chúng ta bị nhiễm lây bởi các truyền thông tiêu cực. Do đó mỗi khi nỗi buồn, niềm đau do hiểu lầm hay là do sơ suất hay là do cố ý giữa vợ và chồng, giữa bạn bè, người thân và đối tác đó, đừng nên chia sẻ đó trên mạng xã hội. Vì việc làm đó đó, nếu như đương sự trong câu chuyện vô tình đọc được, sẽ có cảm giác rằng là tôi đang bị đấu tố bởi vợ tôi, bởi chồng tôi, bởi người thân tôi, bởi cộng sự của tôi. Cái cảm giác bị đấu tố làm cho người ta có cả gì đó nó khó chịu lắm. Thì giống như sau năm 1945, người thân đấu tố nhau, phanh phui tội lỗi của nhau trước một cái tòa án nhân dân. Và thông qua cái đấu tố đó, tình thân nó gần như là trở thành con dê sô. Ngày đăng ký thì mình không có dụng ý đó, mình buồn quá, khổ quá, muốn người thân của mình hiểu được, cho nên mình chia sẻ trên mạng xã hội. Những người đọc được nó, tiếp nhận được nó, chẳng những nó không giúp ích gì cho mình, vì họ không phải là người có trình độ chuyên môn. Chúng ta hãy nhờ đến những người có kinh nghiệm tư vấn tâm lý, hoặc là các tăng ni tại các chùa tiếp cận cái sự kiện của chúng ta để tìm ra giải pháp và giúp cho chúng ta hàn gắn được. Đó là người thông minh trong việc tìm ra, đó là các giải pháp cho các vấn nạn mà mình đã gặp hoặc là đang gặp phải. Cho nên đó, tránh cái việc chia sẻ các thông tin buồn trong gia đình, đối với người thân, vân vân trên mạng xã hội, là cách để chúng ta giữ được sự quý trọng nhau và không gây ra bất cứ một ngộ nhận nào mà vốn có thể dẫn đến sự đổ vỡ. Điều 3, không nói những lời thô tục, harsh speech. Lời thô tục theo văn hóa Phật giáo thì bao gồm lời chửi thề,
Có một điều rất lạ, như một cộng nghiệp của nhân loại trên quả địa cầu gồm 7 tỷ 3 người. Khi người ta nói tiếp tục là đem mẹ mình ra, đem là cha mẹ mình ra để mà chửi, mà dùng những cái động từ mà khi nhắc đến là nó phạm thượng, phạm tội bất kính với cha mẹ ông bà. Và theo đó đó, giá trị nhân cách của chúng ta đó bị phá nát. Cho nên phải dạy con em chúng ta là nói những lời dễ thương từ nhỏ như một thói quen văn hóa và thói quen ứng xử. Muốn như vậy thì cha mẹ phải làm gương, không nói những lời thô tục. Vợ và chồng á, có giận nhau, có hờn dỗi nhau cũng không nói những lời thô tục, chửi rủa, quyền rủa, thề thốt, nặng lời, nói cay cú, nói châm biếm, nói chì chiết, nói nặng nhẹ. Nói như thế là để cho người ta phải đau điếc ở trong tâm, rồi mất ăn, bỏ ngủ, căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí là bị gọi là cái sức ép nhiều quá đến rồi chịu không nổi mà tự tử chết. Truyền thông thì bằng nhiều hình thức, truyền thông bằng lời, truyền thông bằng ngôn ngữ cơ thể, truyền thông bằng dấu hiệu văn hóa, truyền thông bằng các mạng xã hội. Cố gắng không nên dùng những lời lẽ, ngôn ngữ chợ búa của giới giang hồ. Chúng ta phải dùng những lời lẽ trân trọng nhau, dành cho nhau, để mang lại cho nhau sự hạnh phúc. Về động cơ tâm thì đạo Phật rất quan trọng. Khi mà tâm của mình bị lòng sân chi phối đó, thì ngữ điệu của lời nói sẽ nghe rất khó chịu. Dầu nếu viết cái câu đó ra trên tờ giấy đó thì nó không có gì hết á. Thí dụ như vợ chờ chồng từ 5 giờ rưỡi cho đến 7 giờ tối, để ra là 5 giờ rưỡi có mặt ở nhà, mà suốt một tiếng rưỡi chờ đợi đó không thấy đâu hết, mà chồng cũng không gọi điện thoại về báo, lý do gì? Thì cô vợ có thể alo, chồng bên kia mở điện thoại ra, nói như thế này: anh có biết không, mẹ con em chờ anh một tiếng rưỡi đồng hồ rồi. Nếu nói bằng ngữ điệu đó, đó thì đó là một sự hờn dỗi, trách móc. Bên kia đầu có điện thoại nghe cái nó căng thẳng, nhức đầu liền. Lúc đó có thể là đang họp chưa xong, có cái công việc gì đó, chẳng hạn như bị tắt đường. Tức là những tình huống bất khả kháng, nhưng mà đôi lúc bận rộn quá chưa kịp truyền thông, thì nghe nện như vậy thì cái căng thẳng nó bắt đầu nó tăng lên gấp đôi. Nếu chúng ta viết cái câu đó ra trên giấy đó, anh có biết không, mẹ con em đang chờ, thì thấy đó là gì? Sự quan tâm. Và cái ngữ điệu khi mình diễn đạt qua cái lời nói đơn giản như vậy, nhẹ nhàng như vậy, chiều mến như vậy, với cái cảm xúc lành mạnh như vậy đó, thì người nghe nghe mát lỗ tai lắm, ráng mà về nhanh liền, chứ không có trì hoãn nó làm gì. Mặc dù công việc nó chưa giải quyết xong, cũng xin sếp cho phép em về trước, bởi vì ở nhà có việc rất là quan trọng. Cho nên khi phát ngôn, ngoài việc xa lánh các cái lời lẽ của giới giang hồ, thì chúng ta phải chú trọng đến ngữ điệu mô tả trong cách thức chúng ta nói. Thì cái đó Đức Phật gọi là lời từ ái. Ái đó là tình thương, từ là lòng từ bi. Từ bi nó gồm có hai yếu tố. Yếu tố một là bi, tức là thông cảm. Người thông cảm thì không có trách móc, không hờn dỗi, không nặng nhẹ, không kiếm chuyện, không gây hấn. Còn từ là thương. Thương thì phải bằng hành động cụ thể, giúp cho người nghe được, người được chúng ta quan tâm là nhổ lên nỗi khổ niềm đau, hưởng được hạnh phúc. Cho nên lời từ ái là ngôn ngữ mà vợ chồng nên sử dụng để dành cho nhau. Như hồi nãy tôi đã nói đó, nhẫn được làm bằng vàng,
tượng trưng cho sự quý giá. Chồng phải xem vợ như vàng, vợ phải xem chồng như vàng, tức là khách hàng quan trọng nhất. Nên cứ tới hiện đại buộc chúng ta xem khách hàng là thượng đế. Chúng ta phải đổi lại, vợ chồng là thượng đế. Thượng đế đây là một cái khái niệm, đó là quý nhất ha, chứ không phải là ông sáng thế ra cuộc đời và sự vật đó trong các tôn giáo. Vì cái kỹ năng giao tế đó, chúng ta buộc phải chiều chuộng khách hàng. Khách hàng hiểu sai mình, mắng chửi mình, nói nặng nói nhẹ, mắng vốn về dòng sản phẩm, mẻ sản phẩm nào đó không được tốt, dầu phản ánh chưa đúng, chúng ta cũng không được buồn giận họ, vui vẻ cười với họ. Nhưng mà khi về nhà đó thì chúng ta lột mặt nạ ra, sống với con người thật của mình. Và lúc đó vợ chồng mà nếu mà nói không khéo chút xíu là chúng ta đổ hết toàn bộ cái cơn bực tức lên cái người thân ở nhà, theo công thức giận cái chém thớt, thì người thân ở nhà lãnh đủ. Và lúc đó phải nhớ là vợ tôi là thượng đế, chồng tôi là thượng đế, khách hàng quan trọng nhất. Cho nên tôi phải ứng xử cao quý dành cho người thân của tôi còn hơn là khách hàng ở công ty của mình. Và bằng cách đó chúng ta sẽ mang lại sự hài lòng cho nam. Nếu quý cô quý bà với tư cách làm vợ nói được những lời từ ái đối với chồng của mình, thì khi về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi với nhiều thách đố, người chồng sẽ có cảm giác đây là điểm tựa tinh thần, đây là cái chốn để tôi nương náo, là tổ ấm đích thực. Rồi mọi cái căng thẳng khó khăn mà người vợ chịu đựng ở nhà đó, đừng kể lể, đừng chì chiết, đừng than vãn. Vì than vãn nó cũng không giải quyết được việc gì, mà làm cho người chồng có cảm giác mệt mỏi. Vì đàn ông á, sợ nhất là bị than phiền, bị kêu ca, bị cằn nhằn, bị chì chiết, bị nói nặng nhẹ, bị kể lể, lập tới lập lui một nội dung thôi. Thì lúc đó mấy ông sẽ tìm cớ đi nhậu với bạn bè, đi coi đá banh ở quán cà phê, rồi không có hợp đồng nào hết cũng phải giả vờ nói là chuẩn bị ký một hợp đồng, rồi phải làm việc thêm giờ cho sếp. Người ta tìm đủ lý do để mà chuồn. Thì quý bà phải nhớ yếu tố đó, tức là dù ở nhà mình có căng thẳng mệt mỏi, về nhà là gì, nở nụ cười thật là tươi, nói những cái lời rất là ngọt ngào, rồi lấy khăn nóng cho chồng lau mặt, đảm bảo đó, quý ông á, sẽ tình nguyện làm ô xin cho vợ cũng hài lòng. Đó là lạc mềm buộc chặt. Và cái điều đó cũng là sự quyến rũ của người nữ. Cái quyến rũ thông thường mà người nam thường bị vướng kẹt đó là quyến rũ về ngoại hình. Khi cơ thể chúng ta bắt đầu đối diện ở cái tuổi 40 trở lên, sự lão suy bắt đầu xuất hiện, da không còn mơn trớn, trắng trẻo, cơ thể bắt đầu bị nhão đi, nét đẹp ngày xưa không còn như là tuổi thanh xuân nữa, thì quyến rũ về ngoại hình đó sẽ làm cho người nam chán. Nếu đó là sự thú chính của tình yêu, thì đến lúc đó đó, quý ông sẽ đi tìm phở, hủ tiếu, bún bò Huế, bánh canh ở bên ngoài. Cho nên quý bà phải quyến rũ chồng của mình bằng sự dễ thương, bằng tính cách dễ thương, bằng lời nói dễ thương, bằng hành xử dễ thương, bằng giá trị đạo đức, phẩm chất của mình. Thì sự quyến rũ đó mới bền vững với thời gian. Dầu cái vô thường xảy ra đối với cơ thể, thì người chồng vẫn tiếp tục hài lòng với vợ của mình sau tuổi 50. Thì đó là điều mà nó góp phần mang lại hạnh phúc trong các mối quan hệ. Điều 4, không nói những lời vô ích, useless words. Người tu học Phật đó có thể nói rất ít. Nói cái gì là chắc của cái đó. Chắc của theo nghĩa là gì? Có giá trị, có ý nghĩa, có lợi ích, lên dây cốt tinh thần cho người nghe,
làm cho người nghe được hưng phấn, lạc quan, năng động, yêu đề để sống cuộc đời có giá trị. Do đó đó, quý bà với tư cách làm mẹ nhớ là đừng dùng các ngôn ngữ hù dọa và trừng phạt con cái của mình. Ví dụ như cậu con trai kháo khỉnh quá, quậy quá, mình la hét lên: mày im không? Không được quậy nữa. Thì nó sợ quá mà nó phải im thôi, chứ nó không có nể. Chỉ dẫn đúng, hướng dẫn đúng là thưởng, tưởng thưởng khi mà những đứa con nó có những hành vi đúng, lễ phép vân vân, thì các cháu sẽ nhận ra rằng là khi hành xử cao quý, tốt đẹp, chân thật, ngoan ngoãn đó sẽ được thương, mình tăng thêm giá trị, thì các cháu sẽ bắt chước để tiếp tục được thưởng. Giáo dục hiện đại đó là giáo dục khích lệ thay thế cho giáo dục trừng phạt. Các bậc cha mẹ của Việt Nam nên bắt chước cha mẹ Hàn Quốc. Vì người Hàn Quốc đó, khi sinh ra, do cái cấu trúc gia di truyền của họ đó, cơ thể và nhất là gương mặt đó, của người Hàn không được đẹp. Ở tuổi mười mấy đó, phần lớn họ đã giải phẫu thẩm mỹ rồi. Thì cha mẹ Hàn Quốc đó, thường nhắc nhở con em của mình đó, kỳ này nếu con thi đỗ đạt điểm cao, cha mẹ sẽ cho con đó, cơ hội đi du lịch 3 ngày, 5 ngày ở nước A, nước B, nước C, hoặc là thành phố A, thành phố B, thành phố C, hoặc là tặng một cái gì đó có giá trị. Thì các cháu nghe như vậy nó hứng thú lắm. Nếu nó nỗ lực hết mình mà không đạt được, nó không mắc cái gì. Mà khi thành công được á, như sự trông đợi đó, thì nó thêm được cái mới, đó là tăng giá trị bằng sự tưởng thưởng. Nó làm cho người ta cảm thấy thoải mái lắm. Mùa World Cup 2018 diễn ra tại Liên Xô, quý vị có theo dõi đó, phải không ạ? Mấy thầy thì không có xem TV rồi, nhưng mà qua báo chí thì đọc được á, thì thấy đó là khi mà bắt đầu đá luân lưu đó, huấn luyện viên có kinh nghiệm sẽ không đem cầu thủ siêu sao cho đá đầu tiên, vì áp lực đối với cầu thủ đó quá lớn. Sút vô khung thành đối phương thì chẳng có được thưởng gì hết, được khen gì hết, vì siêu sao thì phải đá vào khung thành người khác thôi. Mà nếu đá không vô được á, thì nó làm xuống tinh thần cho các cái quả sút luân lưu còn lại, nó làm giảm cho đồng đội đó là mất tinh thần. Cho nên lúc đó đó phải chọn cái người bình thường nhất ở trong đội bóng, tức là không nổi trội hơn các thành viên còn lại. Thì lúc đó nhân sự này thấy là tôi được tin tưởng, cho nên nỗ lực hết mình. Nếu đá không vô thì cũng bình thường, vì tôi là cầu thủ, không phải là được trong đời mà. Nhưng mà thường những người mà được trao cơ hội với một cái niềm tin như thế, họ sẽ làm tốt hơn. Và khi mà cái người bình thường nhất ở trong đội sút vào quả đầu tiên phá khung thành của đối phương, thì những người còn lại sẽ lên tinh thần: cậu ấy dở hơn tôi, tệ hơn tôi mà còn làm như thế, tôi chắc chắn là sẽ thành công. Đó là kỹ năng tâm lý. Trên nền tảng khích lệ, dựa vào niềm tin và khai thác tiềm năng đúng cách. Thì tương tự á, khi chúng ta nói những lời tán dương khích lệ đó, thì người nghe cảm thấy rất là hài lòng, hân hoan. Thì tương tự, vợ nhờ chồng làm việc gì đó thì dùng lời dễ thương, khi làm xong công việc thì cảm ơn, nở nụ cười thật là tươi, chắc chắn là quý ông sẽ tình nguyện làm ô xin. Còn quý ông bận rộn công việc gia đình, nhờ vợ làm việc gì đó cho con chung của hai người, thì dùng những lời hữu ích, dễ thương, chắc chắn là người vợ sẵn sàng làm từ sáng cho đến chiều tối, không có càm ràm. Chúng ta phải tập thói quen là: với tình huống này tôi có cần thiết phát biểu không? Còn đối với người sử dụng mạng xã hội là: tôi có cần thiết là comment không? Và nếu tôi cần thiết để comment thì tôi phải dùng lời lẽ như thế nào? Văn tức là người. Đọc những cái lời comment, chúng ta có thể thấy được nhân cách tốt, cao quý hay là tệ lậu của những người tham gia. Những kẻ không dùng tên tuổi thật
mở các tài khoản ảo trên các mạng xã hội và lock cá nhân ảo không có địa chỉ thật, thì đó là phần lớn là những kẻ xấu. Bởi vì họ chùn khỏi trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm dân sự khi hay là họ làm thương tổn ai, gây hấn với ai, nói xấu ai, xuyên tạc ai. Còn những người đó để tên tuổi thật, ngày tháng thật, địa chỉ thật, thì gọi là những người đó có bản lĩnh, ta chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Thì bằng cái mèo vặt này thôi, các bạn chỉ cần vào các mạng xã hội mà khi mà người ta nói xấu người A, người B, người C mà họ không có địa chỉ thật để liên lạc, thì đừng có dại dột gì mà tin họ. Vì họ là kẻ xấu, mục đích của họ là phá hoại, gây thương tổn, tạo hoang mang. Nhưng rất tiếc á, thì dân gian ta đã nói rồi, ngu tầm ngu, mã tầm mã, ngựa thì đi tiếp ngựa, trâu bò thì kiếm trâu bò, cái cộng nghiệp nào thì nó lại giao tế cái cộng nghiệp đó. Hoặc là dân gian Việt Nam cũng có câu là gì, thầy pháp nào âm binh đó, kẻ xấu thì chiêu dụ được những kẻ xấu. Thì những cái thông tin xấu nó làm cho những kẻ xấu là châu đầu vào, nhận xét, đánh giá, phê bình, chỉ trích, nói nặng nhẹ, nói xuyên tạc, nói vu cáo, nói hủy hoại. Vì họ có chịu trách nhiệm gì đâu, họ đâu có dám để thông tin thật đâu chịu trách nhiệm. Có muốn thưa tụng họ, thưa kiện họ cũng không thưa kiện được. Thì thưa kiện buộc phải có đương sự, đương sự đó phải là con người thật, có địa chỉ thật, có thông tin thật, thì tòa án mới gỡ trác tòa về cái địa chỉ đó để mời đương sự lên để sẽ giải quyết. Do đó khi phải nhận xét, chúng ta nên nhớ đến hai nội dung. Nếu nội dung viết hay là cái câu chuyện đó chưa được hay thì chúng ta nên góp ý xây dựng để tìm thêm bạn bè, và người được xây dựng sẽ biết ơn mình. Còn đối với những con người, sự vật, sự việc có giá trị thì chúng ta không nên tiếc lời tán dương, đánh giá đúng giá trị của nó để kêu gọi mọi người bắt chước theo. Đó là người thông minh sử dụng phương tiện truyền thông cao quý, nói những lời hữu ích, những lời giá trị, những lời đó mang lại hạnh phúc cho người. Để đánh giá một người thông minh hay là không thông minh là nằm ở chỗ này. Như vậy, trên các mạng xã hội hay là blog cá nhân hay là email, ai chứ toàn là nói xấu, nói cái tệ, cái dở, nói vu cáo xuyên tạc, thì chúng ta biết là những người đó không ra gì, thì đừng dại dột mất thời gian để đọc họ. Vì quỹ thời gian của kiếp người rất là ngắn ngủi, chúng ta hãy dành thời gian cho những gì nó thật sự có ích. Khi câu trả lời là thật sự cần thiết, thì chúng ta phải lựa lời mà nói, lựa câu chữ mà viết, để thể hiện nhân cách của mình, quan điểm của mình, thái độ của mình và sự trân trọng của mình dành cho người mình thương, người mình thân, hoặc là mình đang cộng sự với một người nào đó. Do đó vợ chồng phải thường xuyên truyền thông cho nhau đó bằng những ngôn ngữ hữu ích. Người nào có thói quen hướng nội, tức là thương á mà để trong lòng không nói ra được, thì phải tập nói những lời hữu ích. Đừng có ngại mắc cỡ là tôi nói không được. Nhất là quý cô đó thì có cái khuynh hướng là thiên nặng về cảm xúc, cho nên là khi mà chồng thương mình mà không nói ra đó, thì người vợ cảm thấy cô đơn lắm, cảm thấy buồn chán lắm. Tháng 7 năm ngoái khi tôi thuyết giảng tại Hoa Kỳ đó, thì có một Phật tử thân tín đó đến tâm sự rằng cô ấy lấy chồng là một người Mỹ, và người Mỹ này đó rất là chăm chỉ, siêng năng, tròn trách nhiệm làm chồng, là khi tan việc công sở đó là về ngay lập tức về nhà cùng với tay đó, cùng với vợ nấu đồ ăn rồi dọn thực phẩm lên thì gia đình cùng ăn, chứ hiếm khi đi đâu mà không có vợ. Thì đối với rất nhiều chị em phụ nữ đó, đó là mẫu người chồng rất lý tưởng, ăn nói rất nhỏ nhẹ, lịch sự, đồng lương cao, bằng cấp lớn, vị thế xã hội cao,
nhưng mà cô vợ vẫn không hạnh phúc. Thì lý do rất đơn giản là cô vợ là cần được tâm sự chia sẻ, nhưng mà chồng không chia sẻ được. Khi về nhà đó thì hai người chỉ cười nhau hết. Vợ có cố gắng tìm cái câu chuyện để nói, rồi khích lệ người chồng nói, nhưng mà người chồng cũng không nói được, mặc dù anh ấy rất thông minh. Tôi yêu cầu là cô vợ hãy sắp xếp cho một cái buổi gặp có vợ và chồng và có tôi, thì tôi mới có thể tư vấn được. Khi đến nhà đó thì sau cái buổi ăn cơm chung thì tôi gợi ý cho anh ấy tập nói, rồi hướng dẫn anh ấy vào một số trang web để tập sự hùng biện, tập diễn đạt. Trong tiếng Anh đó thì WikiHow là một cái trang web bách khoa về hỏi đáp miễn phí, hướng dẫn những cái kỹ năng miễn phí. Nó có bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Các bạn yếu kém về cái kỹ năng nào đó thì chỉ cần vào trong đó gõ cái ngôn ngữ của mẹ đẻ của mình thì chúng ta sẽ có được nhiều bài viết để chúng ta tập khắc phục và vượt qua. Thì tôi hướng dẫn anh ấy các kỹ năng đó, xem vợ của mình là gì, như là cái người mà mình thương nhất trong đời. Thì người thương nhất mà anh ấy trả lời đó là mẹ của anh ấy. Thì tôi khuyên là khi đối diện trước vợ đó, cứ xem đây là bản sao của mẹ tôi. Và khi tôi nói chuyện với mẹ tôi không ngại ngùng gì hết. Tôi không sợ bị bắt bẻ, tôi không sợ bị chê cười, tôi không sợ bị cằn nhằn cào nhào, tôi không sợ bị nói xấu, nói dở. Thì lúc đó đó, người nói sẽ không còn e dè nữa. Và tương tự khi cứ mặt chút quần chúng đó, dù là 100 người, 1.000 người hay 10.000 người, các bạn cũng tập thành thói quen liên tưởng á, số lượng khán thính giả đang ngồi trước mặt mình á, là những người quý trọng mình nhất. Mà nếu người mà quý trọng mình nhất là vợ mình chẳng hạn, hay là chồng mình, thì dưới mình xem ra gì? Đây là một tập thể nhân bản chồng tôi, nhân bản vợ tôi. Tôi đang nói cho chồng tôi nghe, tôi đang nói cho vợ tôi nghe, có gì đâu ngại. Chúng ta bắt đầu mới mở lòng mình ra thoải mái, để cho cái cảm xúc mình đã được tuôn trải một cách tự nhiên, không gượng gạo, không gò ép. Bên cạnh đó, đó thì phải tập thói quen là gì? Con người là bất toàn, không ai là toàn vẹn. Giả sử tôi có dở về diễn đạt, có trục trặc về dân phạm, có kém về cái mô tả cũng chẳng sao, tôi là chính tôi. Cái sự yếu kém đó nó cũng đâu làm cho tôi bị mất cái giá trị đâu. Nhưng mà nói bằng trái tim, nói bằng cái tâm thật của mình á, thì dầu nó có dở cái nào đó, người ta nghe vẫn cảm được. Tôi khuyên anh ấy hãy xem bộ phim King's Speech, Phát biểu của vua. Đó là câu chuyện có thật của một vị vua nước Anh bị ngộng nghịu, cho nên mấy chục năm ông ấy không nói. Và bây giờ đó có cuộc chiến tranh của Thế chiến thứ hai xảy ra, mà vua đó cần phải phát biểu. Xin lỗi, Thế chiến chiến tranh giữa nước Anh với một nước lân cận, ông ấy cần phải phát biểu để khích lệ tinh thần của toàn dân. Ông ấy phải đi tập luyện 6 tháng trời để vượt qua cái yếu kém của bản thân mình. Và có một nhà tâm lý học luyện về giọng nói đó đã hiểu được, cho nên đã khích lệ được tinh thần. Và khi đứng trước mặt cái nhà tâm lý học này đó, thì ông ấy không còn ngại ngùng nữa. Và lần đầu tiên xuất hiện trên truyền thanh, lời hiệu triệu của ông ấy đã chạm đến trái tim của hàng triệu người Anh, và làm cho họ sẵn sàng nằm xuống vì đại nghĩa của dân tộc. Bộ phim đó rất hay, đó là phim có thật. Thì sau khi nghe hướng dẫn đó thì anh ấy cũng có cải thiện ít nhiều. Và gần đây khi hỏi lại đó thì thấy bắt đầu hạnh phúc gia đình đó nó được đầm ấm. Thì qua cái câu chuyện đó đó, chúng ta thấy là chị em phụ nữ thích được chia sẻ bằng cảm xúc. Mình chồng mà thương vợ mà không nói ra, vợ không hiểu được. Mà vợ không hiểu thì vợ sẽ hoài nghi rằng là chồng có lẽ là đặt trái tim cho một cô nào khác rồi. Suy luận mà. Người nữ thì cảm xúc nhiều, mà cảm xúc là thường suy luận. Mà suy luận thường là trất quất. Phần lớn các suy luận đó là tào lao, nó không có sự thật. Và dẫn đến lo lắng, căng thẳng, mệt mỏi, mất ăn bỏ ngủ. Cho nên đó là đàn ông mà có khô khan tình cảm cũng phải tập diễn đạt, nói những lời hữu ích.
Ở đây quý vị có thuộc cái bài bông hồng cài áo không, của thiền sư Nhất Hạnh, lời của thiền sư Nhất Hạnh do nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ phóng tác từ tiểu phẩm bông hồng cài áo vào năm 1963, và bây giờ nó trở thành là gì, là dân hóa báo hiếu ở tại các chùa. Thì trong đó nó có những câu như thế này nè: khi con bày tỏ lòng thương kính đối với cha mẹ thì phải truyền thông bằng lời nữ, bằng lời nói: mẹ ơi, mẹ có biết rằng biết gì, biết là con thương mẹ lắm lắm không? Cha ơi, cha có biết rằng biết gì, biết là con thương cha lắm không? Khi mà mình thương cha mẹ mình không nói ra, lúc mà giận cha mẹ thì ăn nói hỗn hào, thì cha mẹ làm sao mà thương mình được? Thì tương tự lúc mà chồng thương vợ thì không chịu nói, mà đang lúc giận á thì trút đổ ra những câu khó nghe thì vợ cảm thấy khổ chứ. Cho nên á, chúng ta phải truyền thông những lời hữu ích. Ai yếu kém về nói cũng phải tập nói, rồi từ từ là chúng ta sẽ khắc phục được. Điều cuối cùng là nói đúng tình huống. Nói đúng tình huống á, được hiểu là nói đúng người, đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh. Nếu chúng ta không quan tâm yếu tố này đó, thì dầu thiện chí của mình có cao, lời nói dầu có nội dung hữu ích cũng khó có thể được đón nhận. Đừng nên ngoại giao ở cuối giờ của buổi sáng, hay là cuối giờ của buổi chiều, hay là cuối giờ của một ngày. Cuối giờ của buổi sáng đó là 11 giờ trưa ở Việt Nam, 12 giờ trưa ở nước ngoài. Tức là sau khi người ta đã trải qua 4-5 tiếng làm việc căng thẳng với biết bao nhiêu áp lực và thách đố, cái cảm xúc đó bị đóng băng rồi, cái tâm đó bắt đầu mệt mỏi rồi, không muốn nghe nữa, không muốn đón nhận nữa. Và bây giờ mình đưa cái nội dung lời nói dầu có cao quý tốt đẹp vô, cái người ta không trân quý đó, không tiếp nhận đó, nhưng là những lời góp ý, hay là mình đang xin một cái gì đó, đang yêu cầu một cái gì đó, hoặc là đang muốn thiết lập một cái quan hệ ngoại giao gì đó, mà nói ngay cái thời điểm vừa kết thúc xong sự căng thẳng là hỏng việc. Cho nên đó, trong mọi ngoại giao, trong mọi cái tương tác, chúng ta phải nói đầu buổi sáng, đầu buổi trưa, hay là đầu một ngày. Lúc đó đầu óc người ta còn thoải mái, chưa có áp lực, chưa có căng thẳng, chưa có những điều không như ý. Thì vợ nói với chồng góp ý cái gì đó cũng phải chọn đúng thời điểm, chồng góp ý vợ cái gì đó cũng chọn đúng thời điểm. Nhớ là đừng nói trước mặt mọi người, vì người được góp ý sẽ có cảm giác là tôi không được tôn trọng, tôi đang bị nói xấu, tôi đang bị phanh phui, tôi đang bị đấu tố. Cái đó nó làm cho người nghe có cảm giác khó chịu lắm. Góp ý ai thì góp ý ở chỗ riêng tư, khen tặng ai thì khen tặng ở tập thể. Thì đó là kỹ năng tâm lý. Chọn thời điểm thích hợp để nói. Ví dụ như hai người mới cãi vã thì muốn hàn gắn lại đó, thì phải chọn cái nơi mà đã từng có cái kỷ niệm yêu thương, dẫn nhau đến là cái chỗ đó để ôm lại cái kỷ niệm xưa, thì những cái căng thẳng mới xảy ra bắt đầu đã được vượt qua liền. Hoặc là mình tới một cái không gian mà cây xanh thoáng mát, cỏ xanh mướt, không khí trong lành, nhạc không lời nhẹ nhàng, du dương, trầm bổng, thoải mái, thì tâm mình bắt đầu nó dịu xuống, cái cảm xúc căng thẳng bắt đầu nó lặng tắt. Rồi lúc đó chúng ta tập thêm hít thở chánh niệm. Hít vào một hơi thật sâu 6 giây, nín thở 2 giây, thở ra một hơi thật sâu 6 giây, nín thở 2 giây. Khi hơi thở đi vào cơ thể, chúng ta liên tưởng cái gì? Nó chạm vào cửa lỗ mũi, khoang mũi, thanh quản, chạm vùng ngực, vùng bụng, vùng đan điền. Và những cái chỗ chạm đó, thì nó phình ra. Và khi tống cái hơi thở ra thì chúng ta thoát đan điền lại, thoát bụng lại, thoát ngực lại để tống khứ trực khí ra. Quên hết chuyện quá khứ, quên chuyện tương lai, quên căng thẳng hiện tại, lo lắng, sợ hãi, sầu bi, khép hệ tất cả lại, chỉ nhớ hơi thở, sự điếm thôi.
và hạnh phúc. Lúc đó quý vị liên tưởng gương mặt mình là hoa sen đang nở, bông hồng đang tươi, hướng dương đang cười. Và lúc đó đó chúng ta trải nghiệm được sự an lạc, thoải mái, thông dong, tự tại, thảnh thơi. Thì trong cái không gian thích hợp, với thời điểm thích hợp, nói đúng người cần nói, với hít thở làm chủ được bản thân, thì chúng ta sẽ làm chủ được sự diễn đạt, làm chủ được nội dung, làm chủ được cái thông điệp mà mình muốn gửi gắm đến. Thì lúc đó lời nói mới thật sự có giá trị, được lắng nghe, được đón nhận, được trân quý. Cần phải phát triển ý thức chiều sâu, deeper awareness, về chính mình và người đang đối diện của chúng ta. Phải tập thành thói quen. Trước khi phát biểu một cái gì đó, tập hít thở 7 lần. Thì những cái căng thẳng, khó chịu, mệt mỏi, đừ đẳng đó sẽ được tan biến liền. Thì lúc đó quý vị mới làm chủ được nội dung nói. Thì nói trong tình huống đó, với đúng tình huống đó, lời nói mới phát huy được giá trị cao nhất của nó. Khi nói mà lỡ không mang lại hạnh phúc cho nhau đó, thì chúng ta nên chuyển nội dung nói. Tôi tạm gọi là chuyển kênh tâm, hay là chuyển đài tâm. Giống như mình cầm cái remote control, bấm cái nút cộng, nút trừ, nó qua một cái kênh mới. Đừng bám vào cái câu chuyện mà theo đó đó, hai bên đó là cãi vã nhau, lời to tiếng lớn với nhau, gây sự nhau, trách bóc nhau, hờn giận nhau, lý luận hơn thua. Vì trong hôn nhân á, một trong hai người thắng thì dẫn đến tình trạng là cả hai cùng thua. Hôn nhân là một cuộc chạy marathon, mà mục đích của marathon là tạo sức khỏe, chứ không phải là thắng thua. Khi chúng ta chạy thì phải để ý cái động tác của hai chân. Khoảng cách của hai chân á, không bao giờ cách nhau quá 1 mét. Chân trái, chân phải, một chân lên trước, bắt đầu xương đó bị đẩy lùi lại, chân ở dưới sau bắt đầu đẩy lên phía trước. Cứ như thế, lên xuống như thế này, thay thế nhau. Thì các bạn cứ liên tưởng đến hình ảnh của đôi dép và chân trái chân phải. Nếu đôi dép đó cùng hai chiếc trái không xài được, cùng hai chiếc phải cũng vứt đi. Phải một chiếc trái chiếc phải, tức là nương tựa nhau, bổ sung nhau, hỗ trợ nhau, tạo ra giá trị. Và hai chiếc dép không tách rời khỏi nhau. Chúng ta cùng là chạy trên nẻo đường đề, mà từ thời khắc này cho đến lúc mình qua đời ít nhất còn đến 40 năm phải chạy trên độ bền. Đừng để một cái khoảng cách quá xa giữa vợ và chồng. Người nào chạy quá nhanh thì nhường bước, người nào chạy quá chậm thì phải tăng tốc độ lên để hai bên có thể gần được nhau. Cái đó nó tạo ra sự đồng cảm, sự đồng hành. Thì lời nói cũng vậy, phải là nói bằng cách nào đó để hai bên cảm thấy là đồng hành nhau, hiểu ý nhau, ăn rơ nhau, tâm đầu với hợp nhau. Tức là nói mới nửa câu mình đã hiểu người kia nói cái gì rồi, chứ không cần phải giải thích. Còn nói một câu đó đáp lại một câu, phải giải thích vài ba câu thì biết rằng là hay hỏng rồi. Phải tìm cách để giải thích lại, diễn đạt lại để khắc phục. Kính thưa tất cả quý khách, tôi nhấn mạnh về 5 phương diện của truyền thông trên nền tảng chánh niệm được Phật dạy trong các kinh, để vợ và chồng xây dựng hạnh phúc, để các đối tác có thể kéo dài sự hợp tác lễ cho cả hai bên, để những người hiểu lầm nhau, gây hấn nhau, bất hòa với nhau đã có cơ hội hàn gắn, khép lại chiến tranh lạnh, khép lại hận thù. Và khi chúng ta giải quyết được các cái rắc rối do lời nói gây ra đó, thì chúng ta sẽ rất thích gặp nhau,
rất thích sinh hoạt chung, làm việc chung, sống chung với nhau. Còn khi mà lời nói nó làm cho hai bên nó như là gai góc đâm vào nhau, vũ khí tấn công nhau đó, thì không thể nào gọi là sống với nhau hạnh phúc được. Thì rất mong mọi người hãy suy gẫm những điều nêu trên theo tinh thần Phật dạy và áp dụng trong cuộc sống của mình để mang lại hạnh phúc. Chúc chú rể Lê Thanh Nhàn và cô dâu Trần Thị Thanh Thủy hạnh phúc trăm năm. Cha mẹ bên chồng, cha mẹ bên vợ, bạn bè, bà con, thân quyến có mặt trong chùa Giác Ngộ hôm nay tăng trưởng được năm phước báo. Thứ nhất, phước tướng. Thứ hai, phước sức khỏe tuổi thọ. Thứ ba, phước tài sản đủ đầy. Thứ tư, phước thuận duyên được người giúp đỡ. Và thứ năm, phước trí tuệ để khép lại toàn bộ nỗi khổ và niềm đau. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tận tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.